Có thể coi là một siêu phẩm anh chị em ạ. Kia Carnival Signature 7 chỗ máy dầu anh chị em nhé. Giá chào bán 1.399.000.000. Và đây là một chiếc xe được đăng ký 2021, mới lăn bánh có 1,9 vạn km thôi. Biển 49A44490. Chỗ này mà nó là 44449 thì có lẽ là cực kỳ tuyệt vời luôn. Đầu 49, đuôi 49, ở giữa lại còn tam gánh. Rồi, Carnival thì như anh chị em biết rồi, nó nằm trong phân khúc MPV hạng trung tại Việt Nam, 7 phiên bản xe mới nhá. Và chắc chắn là mình lựa chọn máy dầu rất là nhiều, nhiều hơn hẳn so với máy xăng luôn. Máy dầu này thì mình cũng có tới 6 bản cơ. Có 2 phiên bản 4 chỗ và 6 chỗ thuộc dòng RAW là phiên bản cao cấp nhất. Ngoài ra thì mình có Luxury này, Premium hay là Signature. Thì đây chính là chiếc 7 chỗ Signature máy dầu anh chị em nhá. 1.399.000.000, một chiếc xe lướt. Đây. Về thiết kế cũng như là cảm quan mẫu xe này thì có lẽ là anh chị đã nhìn quen rồi. Nó sẽ rất phù hợp với những gia đình đông người này. Những anh chị nào đang tìm kiếm một mẫu xe chạy kinh doanh dịch vụ vận tải nhưng mà thuộc dạng cao cấp nhé. Mình có thể chạy cho sân golf này, chạy những khách sạn 5 sao này, chạy cho các công ty đến từ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc thì họ cực kỳ ưa chuộng mẫu xe này. Hay là các ca sĩ diễn viên nữa. Đây là sự lựa chọn số 1 luôn. Còn để di chuyển gia đình thì thực sự là nó thừa thãi luôn. Rồi, cái thừa thãi đầu tiên ấy thì có lẽ là Nghĩa sẽ đi từ bên trong luôn cho anh chị xem nhé. Đây chính là cái sự rộng rãi. Đây ạ. Đây chính là không gian của một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Và với hàng ghế giữa thuộc dạng thương gia. Đấy, ghế này cũng hoàn toàn là ghế chỉnh điện anh chị nhá. Ngoài ra thì mình hoàn toàn có thể là đấy, chỉnh cho cái phần này nó xa gì, có muốn gần nhau hay không, hay chúng ta muốn cách xa nhau ra, thì chiếc xe này làm được hết nhá. Đấy, đẩy lên xuống các kiểu, chỉnh điện bên này hết nhá. Thoải mái lắm anh chị ạ. Trên đầu mình có cửa sổ trời này. Cửa sổ trời nó không phải là dạng toàn cảnh panorama, chia phía trước và phía sau thôi. Chính là như thế này nhá, đỡ nóng mà vẫn vừa đủ thoáng, nhìn chiếc xe nó cứng ngáp hơn rất nhiều. Ở đằng sau này chúng ta sẽ có đủ hết luôn, kệ tì tay này, có khay để cốc này, có điều hòa đa vùng này. Đấy. Thậm chí là có cả đèn chân rồi đèn đọc sách, không thiếu gì cả. Tất cả tập trung hết ở đây nhá. Rộng mênh mông. Còn nếu mà gia đình anh chị đông người nhá. Ok, xuống hàng ghế thứ ba. Đây. Di chuyển rất dễ bởi vì là bản 7 chỗ nó sẽ có cái không gian đi lại như thế này. Đấy. Ngồi tại vị trí này, có lẽ là sẽ đẩy cái ghế này lên một chút nhá. Đây là cái khu vực 7 chỗ ngồi cho hàng ghế thứ ba. Nhìn chung thì anh em nào cao trên 1m75 có lẽ vẫn thấy khó. Thế nhưng mà đối với những anh em kiểu nhỏ nhỏ như mình thì mình nghĩ là quá là ok luôn. Không? Rồi, chưa dừng lại đâu. Chúng ta vào khoang cabin tiếp đi trước khi ra ngoài nhá. Lên khoang lái nào. Rồi, đây chính là khoang lái này. Hãy nghe tiếng đóng cửa anh chị em ạ. Xe Hàn. Đóng cửa chắc như xe châu Âu, nội thất bên trong cũng đẹp như xe châu Âu luôn. Startup. Rồi, ghế lái và ghế phụ đều là chỉnh điện. Trong đó ghế lái sẽ nhớ thêm hai vị trí anh chị em nhé. Hai chiếc màn hình to đùng luôn. Một là chiếc màn hình phía sau vô lăng, màn hình đa thông tin. Hai là chiếc màn hình giải trí. Màn hình giải trí này 12,3 inch và đi kèm với 12 loa Bose luôn anh chị nhé. Mình hoàn toàn không cần phải thêm tiền chi phí gì độ đẽo về loa đài cả. Phía dưới này, điều hòa đa vùng này, cổng sạc này, sạc không dây này, phanh tay điện tử này, 4 chế độ lái này, chức năng auto hold này và cần số là dạng cần số xoay giống như Range Rover nhá, cao cấp nhất bây giờ rồi. Sưởi làm mát ghế này, sấy này, cảm biến quanh xe này, cam 360. Anh chị nhìn cam 360 nó nét như thế này. Wow. Đấy, và mỗi lần mình xi nhan bên nào thì cam 360 nó hiển thị luôn bên đấy, nhìn rất là rõ. Cái này thì không thể nào quẹt được luôn. Phải nói là một chất lượng cái cam này quá là nét luôn. Trên đầu nhá, có thêm phần cửa sổ trời nữa. Đấy. Nói chung là không có gì để chê anh chị em ạ. Rồi, bên trong thì anh chị vừa xem rồi, cực kỳ rộng rãi và tiện nghi. Còn bên ngoài này thì rất là đồ sộ, dài tới 5m1 anh chị em nhé. Bậc dẫm này, cửa điện này. Đấy, mọi thứ đều rất ok. La răng 19 inch này. Còn toàn bộ phần đầu này sẽ là một hệ thống đèn full LED hết. Có LED projector nhá, có cam 360 nhá, có radar để có thể phanh khoảng cách này, cũng như là hỗ trợ giữ làn này, cảnh báo lệch làn. Có camera trên này nữa luôn, anh chị không cần phải lăn tăn về cái nhu cầu sử dụng. Còn đây là một chiếc xe máy dầu, nên chắc chắn anh chị sẽ nghe thấy những tiếng như thế này. Đấy, những tiếng o đặc trưng của máy dầu, chắc chắn là nó không êm ái bằng máy xăng. Tuy nhiên ấy, thì nó lại rất tiết kiệm này, và nó rất là khỏe nếu mà chúng ta đủ tải, này, leo đèo dốc các thứ. Anh chị thấy thế nào về mẫu xe này ạ? Đấy, trong cái tầm tiền của xe mới nhá, lăn bánh thì đâu đó nó khoảng tầm 1.650.000.000. Còn nếu mà anh chị em mình mà mua xe lướt thì đây. Đây là một chiếc xe lướt 2021 này, biển tỉnh này,
giá chào bán chỉ có 1.399.000 thôi, và chắc chắn là vẫn còn thương lượng cho anh chị em nhé. Ni lông chưa bóc hết, chất lượng của xe anh chị vui lòng mang vào hãng, mang bất kỳ một gara nào mà anh chị cảm thấy tin tưởng, chúng ta test kỹ đi. Còn toàn bộ về phần hồ sơ thủ tục pháp lý hay vay ngân hàng thì bên Nghĩa sẽ hỗ trợ tốt nhất cho anh chị em nhé. Cảm ơn chị em rất nhiều, và nếu anh chị em muốn xem trực tiếp mẫu xe này thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nghĩa theo số hotline hiện đến kèm trên video. Cảm ơn anh chị em rất nhiều và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào, xin cảm ơn.